mỗi người nam sẽ có hai cái tinh hoàn nằm trong bìu. Bình thường bên trái nó sẽ xuống, bìu bên trái nó sẽ xuống thấp hơn bìu bên phải một chút. Chức năng của tinh hoàn đó là vừa nội tiết vừa ngoại tiết. Ngoại tiết là nó sản xuất ra tinh trùng, còn nội tiết là để tiết ra hormone sinh dục nam, testosterone, để quy định những cái đặc điểm nam tính. Thì ban đầu thì tinh hoàn nó không nằm ở đây mà nó nằm ở trong ổ bụng. Ở cái vùng thắt lưng đấy. Rồi sau đó nó mới di chuyển xuống bìu. Nếu mà tinh hoàn nó không di chuyển xuống bìu thì người ta gọi là tật tinh hoàn ẩn, thì ta phải đưa nó xuống. Vì ở trong ổ bụng là nhiệt độ nó cao nhá. Khi nhiệt độ cao thì các cái tế bào mà mầm ở trong này nó sẽ bị hủy hoại nhé, dẫn đến là mất khả năng sản xuất tinh trùng. Nhiệt độ là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến cái quá trình sản xuất tinh trùng. Nên do đó người ta khuyến cáo là gì? Nam giới là không có đặt cái laptop lên đùi hoặc là mặc cái quần mà nó quá chật. Khi cái tinh hoàn này nó di chuyển qua cái ống bẹn đi xuống bìu thì nó sẽ gì kéo theo cả cái cấu trúc ở cái thành bụng và bên trong ổ bụng ra ngoài đấy, đấy. Cái cấu nó sẽ tạo thành một cấu trúc gọi là thần tinh. Thần tinh đây là cái thần tinh nó mở ra ngoài đấy. Về hình thể ngoài thì tinh hoàn sẽ có dạng hình bầu dục hơi dệt, có hai mặt, hai bờ và hai cực. Mặt ngoài sẽ hơi lồi, còn mặt trong thì nó phẳng hơn. Hai cực trên dưới, hai bờ là trước và sau. Ở bờ sau thì có cái màu tinh hoàn, ở bờ sau thì có màu tinh hoàn nó úp lên. Tinh hoàn có màu trắng xanh, mật độ chắc. Chắc tức là sờ vào thấy rắn nha, và nó có một cảm giác đau đặc biệt. Thì cảm giác đau này thì ở nữ thì không thể biết được. Thì kích thước khoảng bằng một quả trứng gà so. Tiếp theo là hình thể trong. Cái bọc bên ngoài tinh hoàn là một cái lớp vỏ sơ dày và chắc, gọi là cái lớp trắng. Từ cái lớp trắng này sẽ có các cái vách
chia tinh hoàn ra làm nhiều cái tiểu thùy, các cái tiểu thùy tinh hoàn. Hay khoảng 400 cái tiểu thùy. Trong mỗi tiểu thùy này sẽ có các cái ống sinh tinh xoắn, 2 đến 4 ống sinh tinh xoắn. Đó là nơi diễn ra quá trình sản xuất tinh trùng. Nối tiếp với các ống sinh tinh xoắn, nó sẽ có các ống thẳng để đổ về. Chỗ này là cái lưới tinh hay là mạng tinh, nằm ở trung thất của tinh hoàn. Lưới tinh. Rồi từ lưới tinh này nó sẽ có nhiều cái ống xuất, khoảng 10, 10, 12 đến 15 cái ống xuất và nối vào cái ống của mạng tinh. Đây là cái hệ thống ống nhé. Ống sinh tinh xoắn chính là nơi diễn ra cái quá trình sản xuất tinh trùng, diễn ra ở trong các cái ống sinh tinh xoắn. Rồi thì các ống sinh tinh xoắn này nó sẽ nằm trong các cái tiểu thùy nhé, có khoảng 400 cái tiểu thùy như vậy. Rồi từ đây nó sẽ có các ống sinh tinh thẳng để đổ về cái lưới tinh nhé, hay là mạng tinh, nằm ở vùng trung thất tinh hoàn. Từ đây nó sẽ có các cái ống xuất để đổ vào cái ống mào tinh. Đây là cái hình ảnh cắt ngang qua các cái ống sinh tinh. Đây là các cái ống sinh tinh. Thấy bên trong lòng là có mấy con tinh trùng này. Đây là nơi diễn ra quá trình sản xuất tinh trùng. Cái mô mà nó nằm xen kẽ giữa các ống sinh tinh này gọi là mô kẽ. Ở trong cái mô kẽ này có các cái tế bào, gọi là tế bào kẽ hay là tế bào Leydig. Thì tế bào này tiết ra hormone sinh dục nam, testosterone. Đó là cái tinh hoàn. Nối tiếp với tinh hoàn là mào tinh. Mào tinh sẽ có dạng hình chữ C ôm lấy cực trên, và nó sẽ chạy dọc theo cực trên và cái bờ sau của cái tinh hoàn. Mào tinh hoàn thì nó có 3 phần, đó là đầu, thân và đuôi. Đầu tinh hoàn thì nó sẽ nhận các cái ống xuất từ cái lưới tinh. Các cái ống xuất này sẽ đổ vào một cái ống, trong này gọi là ống mào tinh.
ống màu tinh này thì cuộn ngoằn ngoèo, ống màu tinh này dài khoảng 6 mét, 6 mét này. Đây mà nó cuộn ngoằn ngoèo ở trong cái màu tinh. Màu tinh này là nơi để cho tinh trùng nó trưởng thành. Nối tiếp với màu tinh là ống dẫn tinh. Và ống dẫn tinh người ta có thể chia ra làm nhiều đoạn. Đoạn đầu tiên của nó là đoạn nó nối tiếp với màu tinh. Đoạn tiếp theo là nó đi ở trong thần tinh. Tiếp được là nó đi qua ống bẹn, rồi đi vào vùng chậu. Rồi đến mặt sau của bàng quang. Ở đây nó bắt chéo với cái niệu quản. Đây là cái niệu quản này. Đây là ống dẫn tinh. Ở cái đoạn nằm phía sau của đáy bàng quang thì nó sẽ hơi phình to tạo thành bóng ống dẫn tinh. Và cái đoạn cuối cùng của nó là nó sẽ hợp với ống của cái túi tinh để tạo thành một cái cấu trúc là ống phóng tinh để đổ vào ở trong cái niệu đạo đoạn tiền liệt. Đây là cái đường đi của cái ống dẫn tinh, có chức năng là dẫn và lưu trữ tinh trùng. Thần tinh thần tinh là cái một cái ống nha, nó sẽ chứa các cái cấu trúc bên trong, nó sẽ chứa các cái cấu trúc này mà nó vào bên trong ổ bụng này. Đây, nó nằm giữa cái trong đó là có gì, trong thần tinh này có gì. Đây. Nhất là ống dẫn tinh nha, ống dẫn tinh đây, nó đi ở trong thần kinh. Động mạch thần kinh của ống dẫn tinh. Động mạch tinh hoàn. Động mạch tinh hoàn nó tách ra rất là cao nhé. Vâng, tách ra từ động mạch chủ bụng. Đấy. Chứng tỏ là ban đầu là tinh hoàn nó sẽ nằm ở vị, các cái cơ quan trong cơ thể nó sẽ lấy cái mạch máu từ cái động mạch gần nhất. Yeah. Do đó là ban đầu là tinh hoàn nó sẽ nằm ở trong vùng thắt lưng nó, sau đó nó mới di chuyển xuống bìu.
tĩnh mạch tinh hoàn, thì nó sẽ tạo thành một cái tĩnh mạch hình dây leo, gọi là tĩnh mạch dây leo. Rồi cái tĩnh mạch tinh hoàn bên phải nó sẽ đổ về tĩnh mạch chủ, còn cái tĩnh mạch tinh hoàn mà bên trái ấy, thì nó sẽ đổ về tĩnh mạch thận trái. Cái thần kinh này này nó sẽ có 3 lớp, đó là mạc tinh ngoài, cơ bìu, rồi đến lớp mạc tinh trong. Mạc tinh ngoài thì có nguồn gốc là từ cơ chéo bụng ngoài. Cơ bìu thì có nguồn gốc là từ cơ chéo bụng trong. Còn cái mạc tinh trong ấy, nguồn gốc của nó là mạc ngang. Đây, cấu tạo của thần kinh nó sẽ có 3 lớp. Ở chỗ thần kinh này ta có thể sờ được cái vị trí của cái ống dẫn tinh. Ta có thể sờ được cái ống dẫn tinh, và vì cái thành của nó dày nên ta có thể phân biệt nó với các cấu trúc khác ở trong thần kinh. Thì người ta thường làm thủ thuật thắt ống dẫn tinh ở cái đoạn này. Thắt ống dẫn tinh là để triệt sản ở nam giới. Ống phóng tinh đó chính là cái đoạn cuối cùng của cái ống dẫn tinh. Đây là cái đoạn mà nó sẽ hợp với ống của túi tinh để nó đổ vào trong cái niệu đạo đoạn tiền liệt ở, mà cụ thể nó là ở trên một cái lỗ ở trên cái lồi tinh ấy. Đây là cái đoạn niệu đạo, đoạn tiền liệt hay là xoang tiền liệt. Như ở trong này nó sẽ có một cái cấu trúc gọi là cái lồi tinh. Trên lồi tinh này ta thấy có 3 cái lỗ. Đây là 2 lỗ đổ ra của ống phóng tinh hai bên. Ở giữa này là lỗ túi bầu dục, túi tiền liệt. Còn các cái lỗ ở đây là các cái lỗ đổ của ống của tuyến tiền liệt ở xung quanh của cái lồi tinh. Ống phóng tinh. Đây là cái hệ thống ống, đường đi của tinh trùng. Tiếp theo là các cái tuyến sinh dục nam. Các cái tuyến sinh dục ở nam là có 3 cái tuyến là túi tinh,
tuyến tiền liệt và tuyến hành niệu đạo. Túi tinh là một cái cặp túi nằm ở phía sau của đáy bàng quang. Chức năng của nó là nó sẽ tiết ra tinh dịch. Khoảng 60% thể tích của tinh dịch là từ dịch của túi tinh. Dịch của túi tinh này nó sẽ có cái ống của cái túi tinh, nó cũng hợp với ống của ống dẫn tinh để tạo thành cái ống phóng tinh để đổ vào cái điều đạo đoạn tiền liệt. Tiếp thứ hai là cái tuyến tiền liệt. Tuyến tiền liệt thì nó có một tuyến nằm ở bên dưới của niệu đạo, nó nằm bên dưới của cái bàng quang và nó bọc xung quanh cái niệu đạo. Nó cũng tiết ra một cái thành phần của tinh dịch khoảng 30%. Và cái dịch của nó thì nó sẽ đổ ra ở hai bên cái lồi tinh. Còn tuyến tiền liệt này ở cái nam giới mà lớn tuổi, trung niên thì nó thường hay bị phì đại. Thì khi mà nó bị phì đại thì nó chèn vào cái niệu đạo đoạn tiền liệt thì nó gây ra đi tiểu, tiểu khó, tiểu lắc nhắc, tiểu nhiều lần. Ngoài ra nó còn tiết ra, nó cũng có chức năng nội tiết. Các cái ống tiết của tuyến tiền liệt nó sẽ đổ ra ở hai cái rãnh ở hai bên của cái lồi tinh. Còn cái túi bầu dục tuyến tiền liệt đó là một cái di tích của cái thời kỳ phôi thai. Như vậy cái tinh dịch nó sẽ gồm 30% là dịch của tuyến tiền liệt, 60% là dịch của cái túi tinh, 10% là tinh trùng từ cái ống dẫn tinh và còn một ít của cái tuyến hành niệu đạo. Tuyến hành niệu đạo đó là một cái cặp tuyến nhỏ nằm ở trong hoành niệu dục.
tuyến này nó sẽ có cái ống tiếp để đổ vào cái niệu đạo đoạn hành xúc. Tuyến này nó sẽ tiết ra một cái dịch nhầy có tính kiềm để trung hòa cái môi trường axit ở bên trong cái âm đạo, và nó sẽ được tiết ra trước khi xuất tinh để dọn đường cho tinh trùng đi. Và tiếp theo là cái dương vực. Dương vực là một cái tạng cương, nó sẽ gồm một cái phần cố định ở phía sau và phần trước là phần di động. Dương vực là gồm có 3 phần, nhất là rễ, phần tiếp theo là phần thân dương vật có dạng hình trụ, và ra trước nữa đó là quy đầu dương vật. Rễ của dương vật nó sẽ được cố định vào xương mu bởi cái dây treo dương vật, và hai cái trụ dương vật được cố định, nó cũng cố định vào xương mu. Đây là hai cái trụ dương vật, hay là hai cái trụ vật hang, và nó được cố định vào cái xương mu. Thì ngoài ra còn có cái dây treo dương vật nữa để cố định vào xương mu. Thân thì nó sẽ có dạng hình trụ. Về cấu tạo thì dương vật nó được cấu tạo bởi các cái tạng cương gồm một vực xúc và hai cái vực hang. Hai cái vực hang ở phía góc thì nó sẽ tạo thành cái trụ dương vật, và ở đây là có cái cơ ngồi hang bao bọc. Vực xúc ở phía sau thì vực xúc hơi phình to tạo thành hành xúc, ở đây cũng có cơ hành xúc bao bọc. Ở phía trước của vực xúc phình to tạo thành quy đầu dương vực.
Đó là cấu tạo của dương vực nhé, hai vực hang và một vực sốt. Ở trong vực sốt thì nó có niệu đạo sốt. Quý đầu dương vực thì bình thường thì quý đầu này nó sẽ được bọc trong một cái bao nửa da nửa niêm mạc, gọi là bao quy đầu. Ở phía mặt dưới nó sẽ dày lên để tạo thành một cái nếp gọi là hãm bao quy đầu. Ở phía trước thì có cái lỗ niệu đạo ngồi hay là cái lỗ miệng sáo. Giới hạn dưới là vành quy đầu. Thường cái bao quy đầu này ở Đại Am thì nó sẽ thường nó sẽ bọc kín lấy cái quy đầu. Nếu mà cái quy đầu này, cái bao quy đầu này nó bọc kín lấy cái quy đầu mà nó không trực xuống được thì người ta gọi là hẹp bao quy đầu. Hẹp tức là cái quy đầu này nó không có thể trực để lộ quy đầu được ra ngoài, thì khi đó thì ta có thể là cắt bao quy đầu. Và một cái cơ quan nữa đó là bìu. Bìu là gì? Bìu là một cái túi. Để chứa lấy tinh hoàn, màu tinh hoàn và một phần của thần tinh. Bìu bên trái thường nó sẽ xa xuống thấp hơn bìu bên phải. Ở giữa là có cái vách bìu. Cấu tạo của cái bìu này là có 7 lớp. Ngoài cùng hết là da. Da thì nó sẽ da bìu là nó sẽ nhăn nheo, có nhiều cái nếp nhăn để mà nó có thể giãn rộng ra hay là co lại được. Ví dụ như khi trời nắng thì nó giãn ra, còn khi mà trời lạnh thì nó co lại. Lớp nữa là lớp cơ bám da. Rồi đến là gì? Các cái lớp mô dưới da. Rồi đến là lớp mạc nông, lớp cơ bìu. Rồi lớp mạc sau và cuối cùng là lớp bao tinh hoàn, 7 lớp.